Rồi, xin chào anh em. Rồi, hôm nay mình sẽ lên lại cho anh em một cái con bàn mixer nha, của hãng Bosa Mixer Mini. DX77 rất là quen thuộc nha. Rồi, phiên bản lúc trước của nó là màu trắng bạc. Thì cái hàng mới bây giờ thì nó sẽ chuyển sang một cái tông màu nhìn rất là mạnh mẽ luôn, rất là nam tính nha. Màu xanh đen. Đó, màu xanh đen rất là ok. Mọi giao diện, mọi chức năng thì vẫn như cũ, riêng được cái là Eco Reverb thì nó tối ưu hơn, mình nghe nó tiếng vật nó sâu, nó hay hơn nè. Và đây là cái tai mic, đó, tai micro nó cũng đổi thành màu đen luôn ha. Đó. Còn phần bên hông như này là vẫn là kim loại như cũ nha. Đó. Bằng sơ nhìn rất là đẹp, này. Nhỏ gọn nha anh em, rất là nhỏ gọn nha. Nè, mình để cái micro cái là em thấy là nó muốn giáp cái sơ luôn nè, cực kỳ nhỏ gọn. Và rất là ok cho anh em mình chơi ở nhà, hát gia đình đó, hoặc là show lưu động nhỏ nhỏ mình dùng mixer này cũng rất là ngon đó, anh em ở nhà hát karaoke hoặc là hát live stream nè, cắm live out ra thiết bị live stream là xong, hoặc là đơn giản những cái dây live stream mà mình kết nối vô mình chơi cũng được ha. Nói chung con mixer này gọi là ngon bỏ rẻ luôn. Nó có 16 DSP effect, trong đó có reverb các thể loại luôn, vật horn nè, drum nè, thì vào cộng delay có nè. Đó, delay nó có nhiều cái mức nhanh chậm khác nhau ở trên này. Đó. À, có tích hợp Bluetooth ha. Và tích hợp hai cái tai micro không dây như thế này nha. Mixer nó đi kèm là hai micro nó liền ở trong luôn. Đó, thì ở đây là cái live micro nè, đây chữ wireless mà mình nhấn xuống là sử dụng cái micro trong. Còn khi mình sử dụng micro rời hay là những thiết bị rời đó, mình sẽ cắm ở ngoài vô. Giống như đây mình đã cắm một cái line này để thử tín hiệu mic ở ngoài, không? Còn đây là mic ở trong máy, micro trong máy nè, đó, sóng 6 số nha. Tai mic hoàn toàn bằng hợp kim, rất chi là đẹp luôn. Đó, đây, hát rất là êm luôn anh em nha. Hiện tại là mình đang đẩy cái line micro ở trong bàn lên để thử tiếng nè. Đang để sẵn cái mod hát có tiếng delay với reverb, cái phong cách cũng khá là chuyên nghiệp luôn, kiểu như vào cho ca sĩ hát đó. Và bây giờ mình sẽ thử alo tiếng cho anh em nghe một đoạn ha. Tại vì là nó nâng cấp lên cái bản mới với cái giao diện cái màu khác từ tai mic nè cho tới là bàn mixer luôn, cho nên mình lên lại con clip mới nha. Chứ còn bàn mixer DX77 thì rất là quen rồi, tại vì bên mình cung cấp cái bản sơ cái model này cho khách hàng rất là nhiều, khách sử dụng rất là đa năng luôn, có thể xài ở trên xe được nè, những cái xe khách thì thường hay lắp cái bản sơ này cho khách hát ở trên xe, những cái xe du lịch bốn mấy chỗ đó, lắp con này. À, một số xe nhỏ nhỏ hơn mà chở khách người ta cũng lắp cái này ha. Đó, xài cho hát cho gia đình đó, cái mức đầu tư nó rất là hợp lý. Cái bàn này hiện tại đang có giá là 3.850.000 một chiếc ha. Nó sẽ bao gồm là micro không dây hai tay như thế này đó. Sẵn ở trong bàn cho mình luôn, mình chỉ bật Bluetooth lên kết nối không dây, hoặc là mình cắm live nhạc vô live ST là live 6 live 7 nè, đó là chơi được liền nha, rất là tiện cho mình luôn. Rồi ok, mình sẽ thử tiếng cho anh em nghe ha, thử cái tiếng mic của nó cho anh em nghe cái vocal, cái effect này nó có hay không ha. Đây giờ mình sẽ tắt cái effect trước, thử tiếng mic khô nha. Đây hi alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hi 6 1 2 3 4 5 6 7. Đây là tiếng mic khô của bàn nha. Giờ mình sẽ cho effect lên nha để anh em trải nghiệm thực tế. Mình cho khoảng tầm này effect nha. Ok thử nè. Alo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 hi 6 7 8 9 10 sự hi 5 6 7 8 9 10. Đó, cái hiệu ứng này là nó sẽ có tiếng delay chậm cộng với lại reverb nha anh em, nghe live nó giống như là âm thanh của sân khấu rồi đó, tương tự vậy đó. Hi hi sự hi 6 7. Chính em vì em đã cho anh biết yêu và thương. Nó tiếng nó rất là feel luôn em, tiếng rất là ok. Rồi
Thì nói chung mình giới thiệu sơ lại thôi ha. Chứ còn bàn thì rất là quen ha. Đây đó, đây mình tắt, mình mở lại thử cho anh em nghe nè. Đó, thử tay mic lại ha, coi nó có gì hay không ha. Bật tắt rất là êm ái luôn nha. 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Xì xịt rất là êm luôn. Rồi ok. Đó, anh em nào có nhu cầu, quý khách hàng nào có nhu cầu dùng cái bàn massage này thì có thể liên hệ về số máy bên mình là 0938 641 445, là số support của bên cửa hàng bên công ty mình. Mình sẽ tư vấn cho anh em sản phẩm phù hợp ha. Còn riêng cái bàn này giống như hồi đầu mình nói rồi là sử dụng cho mục đích là hát gia đình, với cái mức đầu tư hợp lý nó chỉ 3 triệu mấy thôi, chưa tới 4 triệu nữa nha. Mình sẽ có một cái bàn massage nhỏ gọn nè, cao cấp, tiếng hay, effect hay, có đầy đủ echo và reverb ha. Bạn có hỗ trợ mic phantom nha, anh em nào xài mic phantom để mà hát hát livestream hoặc hát chuyên nghiệp thì nó sẽ có cái phantom, mỗi một cái cổng riêng nó đều có nè, nó không xài chung nha, nó riêng từng đường luôn, rất là hợp lý cho mình ha. Đó. Rồi nó sẽ có thêm cái đường red out nè, red out đường 67, red out in out, ngõ phone nè. Có một đường out nha. Nó có out nè, ngõ ST left right. Input thì nó có đường line 6 ly và line canon, nói chung là đầy đủ nha. Đó, đầy đủ. Rồi, cảm ơn em đã theo dõi cái clip của bên mình. Anh em nào cần tư vấn thì gọi về số máy của cửa hàng 0938 641 445 thì mình sẽ tư vấn thêm cho anh em ha. Rồi, xin chào anh em và hẹn gặp lại ở những cái clip tiếp theo.